ngày 31 tháng 10, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh có văn phiên bản 1229 xin thiết tức thì đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ ràng nội dung bài viết bằng cấp 3 kỳ lạ của trưởng phòng nội vụ huyện ở do báo Nê đăng tải. Sở Thông tin tỉnh đề nghị huyện phản hồi báo chí. Cụ thể, báo Nê có bài viết bài liên quan đến thông tin trong bằng cấp 3 của ông Trần Hữu Thái, trưởng phòng nội vụ huyện. Ông Trần Hồng Tiến, bí thư huyện ủy, cùng ngày 31 tháng 10 cho biết, Ban Nội chính tỉnh ủy vừa qua đã trực tiếp đi xác minh sau khi có đơn thư tố cáo của người dân liên quan đến bằng cấp của ông Trần Hữu Thái, trưởng phòng nội vụ huyện này. Lý giải về việc này, ông Trần Hồng Tiến, bí thư huyện ủy, cho rằng do Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa ghi nhầm. Trả lời Nê, ông Trần Hữu Thái phân trần, tôi là người thật việc thật, các anh cứ việc xác minh để làm rõ ràng. Nội dung vấn đề thì các anh cứ hỏi Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Ban Nội chính tỉnh ủy gì họ đã làm rồi.